Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lại bài tiếp theo của chuỗi Destination Meal One, và hôm nay chúng ta sẽ học bài Review One. Tức là như mình đã giới thiệu phần đầu thì sau 3 unit thì chúng ta sẽ có một bài review để ôn tập lại tất cả các kiến thức chung của phần trước đó. Okay, so today we will learn about Review One of Destination Meal One. Okay, the first part. Part A. Phần đầu tiên chúng ta sẽ có là use the word given in capital, thì mình sẽ có là capital là viết hoa, viết hoa, sử dụng các từ mà viết hoa at the end of each line, ở cuối mỗi dòng, đúng không? To form a word là để hình thành câu, đúng không? That fit in the gap in the same line, mà phù hợp với lại cái khoảng trống, cái khoảng trống ở cùng cái dòng đấy. So today we will learn about collecting record. Thì mình sẽ có collecting là gì? Sưu tầm. Sưu tầm, sưu tập, đúng không? Record là những cái bản ghi. Bản ghi ngày xưa mình chơi cái đài radio, mình sẽ có những cái record nhỏ nhỏ là mình đè vào trong đấy xong rồi nó sẽ chạy, đúng không? Thì cái record này là cái bản ghi. Okay, this day, ngày nay, most of us have a CD. Có một cái CD thì mình cần một cái danh từ đây, đúng không? Có một cái CD gì đấy, đúng không? Danh từ thì collect, danh từ collect chúng ta sẽ có là gì? Collection, collection hoặc là collector. Collection là bộ sưu tập, còn collector là người sưu tập. Thì ở đây mình cần một cái gì? Most of us have thể hiện một sự sở hữu, đúng không? Một sự sở hữu thì mình cần một cái vật ở đây. CD collection, bộ sưu tập CD. Đĩa CD. Collection, đây mình thấy danh từ số ít. Most of us have a CD collection. Before the CD, trước khi CD ra đời, thì made LPs or long playing record là ai đó đã made LP hoặc là cái long playing record, thì cái từ LPs này nó là long playing record, nó viết ra thôi. Ok, thì mình có từ sing trong câu này, phân tích trước nhé. Ok, made, mình có made đúng không? Chưa, câu này chưa có một chủ ngữ. Trước khi CD ra đời, cái gì đấy made LP or long playing record, thì mình cần một chủ ngữ ở đây, mình cần một danh từ hay gọi là subject ở đây, đúng không? Thì mình sing này, danh từ thì mình sẽ có là song này, bài hát này, hoặc là singer này, là ca sĩ này, hoặc là singing, đúng không? Thấy một cái sự hát rồi. Thì ở đây mình sẽ cần made LP là làm ra cái LP này, làm cái LP hoặc là cái long playing record này, thì là mình sẽ phải có người làm ra nó, đúng không? Thể hiện là vật, tác động vào vật, thì mình cần danh từ chỉ người, ở đây là singer. Singer, các ca sĩ thì làm made LP or long playing record. Although many have never seen an LP, mặc dù rất là nhiều cái gì đấy chưa bao giờ nhìn thấy LP, they was once very popular. Thì mình có từ once là đã từng, đúng không? Đã từng, nó bằng cái từ quen đấy. Đã từng rất là popular, rất là phổ biến. Famous, nó bằng cái từ famous, phổ biến. Phổ biến thì nổi tiếng. Đã từng rất là nổi tiếng thì mình cần một danh từ số nhiều, tại vì sau many là danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều của từ child này, đây thì mình có từ children. Children, rất là mặc dù rất là nhiều đứa trẻ thì chưa được nhìn thấy LP, nhưng mà nó từng rất là phổ biến. To play this record, để chơi những cái record này, những cái đoạn bản ghi này, thì you needed a record with a needle that ran along the record and produce the sound. Thì mình có sẽ produce là gì? Sản xuất, đúng không? Produce the sound là sản xuất ra âm thanh. Sản xuất. Like this. Sorry mọi người nhé. Ok, sản xuất ra âm thanh. Và cái needle đây là một cái sợi, như là sợi chỉ. Ở trong cái đoạn record thì có cái sợi dây đen đen nó quấn quấn tròn ấy, cái đấy nó gọi là needle. Mình tiếng Việt mình không không nhớ nó là cái gì rồi. Bạn cần một cái needle, những cái sợi dây đấy, run along là chạy xuyên suốt suốt cái record đấy và sản xuất ra âm thanh, đúng không? Thì để you needed a record player, bạn cần một cái máy player with a needle that ran along, một cái máy ghi âm, đúng không? Máy ghi, không hẳn là ghi âm mà cái đài radio ấy. Some say the sound of LPs were better than CDs. And many agree. Ai đó nói rằng, thì cái từ say này các bạn cần để ý. Nếu mà nói là it is said that, là cái gì được nói rằng, nó sẽ là bị động, đúng không? Hoặc là it is said that, là cái gì đó được nói là nó sẽ là bị động. Còn nếu mà nói thì là ai nói gì đấy, thì mình sẽ cần một danh từ chỉ người. Ở đây dạng nguyên thể.
hiện tại đơn, danh từ chính người và dạng là khẳng định, đúng không? Thì mình cần người là musician, danh từ chính người của music thì có là musician. Các nhạc sĩ thì nói là cái âm thanh của LP thì were better than CD, thì hay hơn là CD. And many agree, ai đó đồng ý, chỉ người đúng không? Collect, mình có hai từ danh từ collect, có rất là nhiều danh từ số nhiều của collect thì sẽ có là collection và collector. Thì ở đây mình danh từ chỉ người đồng ý mà thể hiện một sự đồng ý, người đồng ý thì là many collection, à collector sorry. Thì agree, LPs are no longer very popular as a form of cái gì đấy, thì mình có từ to be along, to be no longer, không còn nữa, không còn nữa. And then form up, sau up thì mình sẽ cộng gì, cộng verb in hoặc cộng một danh từ. Mình cần một danh từ ở đây là một dạng, đúng không? Không còn là một cái dạng gì, không còn phổ biến như là một cái dạng của phương tiện giải trí, truyền thông giải trí nữa, đúng không? Mình có entertainment, entertainment danh từ giải trí, entertainment. But many people buy and sell them. Nhưng mà rất là nhiều người vẫn mua và bán nó. Some of them remember the LP from there and listening to the record remind them of the past. Là some, một vài người thì nhớ cái LP từ cái there. Mình có một tính từ sở hữu ở đây, tức là tính từ ấy, sau tính từ sẽ cần một danh từ, đúng không? Danh từ của child thì mình sẽ có children and childhood. Children là chỉ số nhiều của những đứa trẻ này, và từ childhood là nghĩa là tuổi thơ, đúng không? Thì đây là nhớ cái LP này từ tuổi thơ của họ. Childhood. And listening to the record, và nghe cái record này remind them of the past, nhắc họ về quá khứ. Ok. Phần tiếp theo nha. Part B, complete using the correct form of the verbs in the box. You have to use once or twice. Là bạn sẽ phải sử dụng một từ hai lần, tức là có một từ sẽ dùng nhiều hơn một lần, đúng không? Complete using the correct form of the verb là sử dụng, hoàn thành câu sử dụng dạng đúng của động từ in the box, ở trong hộp này, đúng không? Ok, thì bây giờ mình sẽ dịch nghĩa nhá. Carry, carry là gì nhỉ? Là sách. Đúng không? Hôm trước mình học carry, mình có cụm từ gì carry nhỉ? Carry on. Carry on là tiếp tục. Theo là gì? Eat. Eat là ăn, đúng không? Mình sẽ dịch theo word by word thôi nhá. Đến lúc vào bài gặp cụm từ mình sẽ giải thích thêm, tại vì mình chưa thể hình dung nổi là bài dưới nó sẽ nói về cái gì, đúng không? Give là gì? Là đưa. Join là gì? Join là tham gia. Mình có là join in, take part in và participate in, đúng không? Là tham gia. Join này bằng với lại take part in này bằng với lại participate in, tham gia. Tham gia. And then we have send. Send là gửi, đúng không? Take là gì? Take là cầm. Và turn, turn là vặn này. Turn up, turn down, đúng không? Vặn to, vặn nhỏ. Và turn back, quay trở lại, đúng không? Turn còn có nghĩa là lượt nữa. Ok, number 9. Đi sâu mình sẽ giải thích thêm nhé. Ok, number 9. Now everyone knows this song. Bây giờ thì tất cả mọi người đều biết bài hát này. So I want you all to, như thế nào? With me. I want you all to in with me. Thì mình sẽ có gì nhỉ? Cái gì đi với in? Trong các từ này mình đã có là join in là tham gia, đúng không? Bây giờ tất cả mọi người đều biết bài hát này rồi, vì thế tôi muốn tất cả mọi người là tham gia với tôi nhé. Ok, so I want you all to join with me, join in with me. Join in thì mình bảo take part in, participate in, đúng không? Ok, number 10. It's so noisy in this restaurant. Could you add them to the music down? Nó rất là, cái nhà hàng này thì thật là ồn. Bạn có thể bảo họ như thế nào cái âm nhạc, mình có down thì là cái gì nhỉ, mình sẽ có là turn, turn up là mở nhạc lớn, đúng không? Mở lớn, turn up là bạn lớn, và turn down là bạn nhỏ. Nhà hàng này quá ồn, bạn có thể bảo họ bạn nhỏ được không? Turn, turn the music down, turn something down. Okay, number 11. There was a fight
Phai là cái trận xô xát ấy, during the match, xuyên suốt cái trận đấu đúng không? Trong trong cái trận đấu đấy, the referee, với hạ referee là trọng tài. Từ vựng của bài trước. Referee to player, có từ of này mà thể hiện một cái nghĩa là như thế nào, có một trận đấu thì trọng tài sẽ phải loại loại hai cái người chơi đấy ra khỏi sân đúng không? Đuổi họ ra khỏi sân. Thì mình sẽ có từ send off là send somebody up là loại bỏ ai đó, thì mình sẽ là trong câu này là there was a fight, có một trận trận xô xát thì là đã hành động đã diễn ra rồi, đây là thì quá khứ đúng không, thì mình sẽ có sent, quá khứ là sent, sent là send somebody up là đuổi ai đó ra khỏi sân, loại ai đó đúng không. Number 12, we dot 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 out about once a week and we cook at home the rest of the time. Chúng tôi như thế nào? Ở bên ngoài một tuần một lần, à một lần một tuần, và chúng tôi nấu ăn, thì mình có the rest of the time là cái thời gian còn lại thì chúng tôi sẽ nấu ăn ở nhà. So we eat out about once a week, thì mình nhìn về câu này. Cook at home là hiện tại đơn, thì cái từ eat out này cũng là một cái habit thôi, một cái habit, present habit, một thói quen hiện tại. Number 13, we love this song, eat up. Chúng tôi thích cái bài hát, à chúng tôi yêu cái bài hát này thì mở nó to lên đúng không? Turn up, turn down. Turn thì cái từ turn này mình dùng hai lần nên nó mới nói là use one word twice. Turn it up, mở nó to lên đúng không? Bạn nó to lên. Ok, number 14. I used to play trumpet. Trumpet là cái trống. But I up last year because I didn't have time. Thì mình sẽ có là gì? Tôi từng chơi cái trống nhưng mà tôi như thế nào năm ngoái bởi vì tôi không có thời gian, thì mình có từ up này mà thể hiện một cái sự stop lại, thì mình sẽ có gì nhỉ? Give up là từ bỏ đúng không? Give up là từ bỏ. Give up, từ bỏ. Nhưng mà trong này thì mình sẽ là thì gì nhỉ? Tôi đã từ bỏ rồi đúng không? Bởi vì tôi không có thời gian, thì mình sẽ có quá khứ của give là gave up. Ok. Number 15, we stopped playing because of the rain, but when it stopped, we on. Thì mình sẽ có là because là cộng với mệnh đề. Mệnh đề tức là có chủ ngữ và động từ ấy. Gọi là clause. Và because of. Như là sau of đúng không? Of là một giới từ. Nghĩa bởi vì ấy, thì nó sẽ cộng với lại một danh từ hoặc là một động từ thêm với in. Thì đây là we stop because of the rain, but when it stop, khi trời mưa, it stop. Ở đây là khi trời ngừng mưa thì chúng tôi tiếp tục. On the last lesson trong bài trước thì chúng ta có là carry on. Carry on nó bằng với lại continue. Tiếp tục đúng không? Thì đây là thì quá khứ nên mình phải chia từ carry trong quá khứ lại y dài thì ngắn và thêm y đi. Carry on. Number 16. A good way of getting more exercise is to up a sport like basketball. Một cái cách tốt nhất để có để tập thể dục thì là như thế nào? Với lại sport như là basketball thì mình có gì nhỉ? Take up a sport là bắt đầu một môn thể thao nào đấy. Bắt đầu môn thể thao. Thì ở đây là take giữ nguyên, tại vì hai động từ đi liền với nhau thì cách nhau vẫn giữ được to. To be to do something. Để làm gì đúng không? Ok, part C. Complete each second sentence using the word given so that it have a similar meaning. Mình có similar meaning là nghĩa tương tự. Nghĩa tương tự. Similar là tương tự ấy. Nghĩa tương tự với lại cái first sentence. Hoàn thành cái câu thứ hai sử dụng cái từ mà được đưa ra, cái given word ở đây là cái word in bold ấy, cái từ in đậm ấy, mà có nghĩa tương tự với lại câu thứ nhất. Write between two and five words là viết trong vòng 2 đến 5 từ. So we have limitation of this. Cái limitation, cái giới hạn của nó ấy là 2 đến 5 từ. Two and five words. So number 17. Jack really like football and never miss a match. Jack thì rất là thích bóng đá và không bao giờ bỏ lỡ một cái trận đấu nào cả. Thì mình có crazy là tính từ đúng không? Từ cho sẵn là tính từ, nghĩa là cuồng.
Crazy thì mình sẽ có giới từ đi với giới từ gì để phát cuồng nhỉ? Crazy about something, phát cuồng về cái vấn đề gì đấy. Rất là thích đúng không? Điên cuồng về cái vấn đề gì đấy. Crazy about something. Jack really like football, rất là thích football, rất là cuồng về football. Thì mình sẽ có Jack là chủ ngữ này. Động từ trong câu này là gì? Chưa có động từ, mà động từ đi với tính từ sẽ là động từ gì nhỉ? Động từ to be, ok. Thì hiện tại đơn. Jack is crazy about football and never misses a match, right? Number 18. My uncle worked on a sailing boat until he was 30. Bác của tôi thì làm việc ở lái thuyền đúng không? Work on sailing boat là lái tàu thuyền đúng không? Cho đến khi anh đấy 30 là 30 tuổi thì bác của tôi was to be là cái gì đúng không? Bài trước mình dạy là to be là có ba dạng là thì là ở thì tức là gì? She is beautiful, cô ấy thì xinh đẹp này và là thì sẽ là gì? She is a teacher là cô ấy là một giáo viên và ở tức là I am at home là tôi ở nhà thì trong trường hợp này sẽ dùng với là đúng không? Bác của tôi thì là mà liên quan đến sailing board thì là người lái thuyền ấy thì mình sẽ có là gì? Sailor, until he was 30. My uncle was sailor until he was 30. Number 19, do you want to watch TV? Bạn có muốn xem TV không? Thì mình có từ feel, feel gì nhỉ? Feel like verbing. Feel like adverbing. Tức là thích làm cái gì đấy. Do you feel like watching TV, đúng không? Watching TV. Number 20, John participated in a swimming competition last week. Thì mình có gì? Competition là cuộc thi. John participated in mà có từ part thì mình sẽ có gì? Take part in bằng participate in và bằng join đúng không? Thì ở đây là thì quá khứ. Thì take sẽ là gì? Took part in. Ok. Took part và in đã cho sẫn rồi. Ok. Two and five words đúng không? Between two and five words. Hai đến năm từ. Cái limitation của nó là hai đến năm từ. Ok. Number 21. June and I had a game of tennis. Tôi và June và tôi thì chơi tennis với nhau đúng không? Thì mình có từ against thì mình có là a game gì đấy. Against một cái trận đấu chống lại đội nào đúng không? Hai đội chơi với nhau đối đầu với nhau ấy thì là đối đầu với lại thì là tôi có has a game against. Mình viết đủ nhá. Have a game against. Thì là I had a game of tennis against June. Tôi có một cái trận đấu tennis chống lại đấu với lại đội của đấu với lại June đúng không? Ok, number 22. I played chess almost every day when I was young. Tôi chơi chess là gì? Play chess là chơi cờ. Hầu hết hàng ngày khi tôi còn trẻ thì mình có từ use có là cấu trúc là gì? Use to structure, use to cộng với lại verb in be để thể hiện là một cái action in the past, đúng không? Repeated action in the past, hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ hoặc một cái habit in the past, đúng không? Một cái thói quen trong quá khứ thì mình sẽ là I used to play chess almost every day when I was young. Tôi thường chơi chơi cờ hàng ngày khi mà tôi còn trẻ. Number 23. Volleyball doesn't really interest me. Volleyball thì không thực sự hứng thú tôi thì là tôi không hứng thú với lại cái volleyball thì mình sẽ có là to be interested in. Cấu trúc to be interested in adverbing hoặc là một danh từ có hứng thú với cái việc gì đấy, thích cái gì đấy. I'm not interested in volleyball hoặc là các bạn có thể dùng là playing volleyball cũng được nhé. Không sai nhé. Playing volleyball. Volleyball nói chung. Không chữ gì. Ok, number 24. I enjoyed myself at your birthday party. Tôi tận hưởng, tôi relax ở
cái bữa tiệc sinh nhật của bạn thì mình có từ fun là gì, cấu trúc gì, have fun đúng không, vui vẻ tận hưởng. Thì đây là enjoy, đã là quá khứ rồi thì mình cần have fun. I have fun at your birthday party, so easy đúng không, rất là đơn giản đúng không. Number 25, young children likes Disneyland, là young children thì thích Disneyland đúng không, thích cái Disneyland này, khi mà thích này thì Disneyland popular là một cái adjective ở đây. Mình tìm sang câu này, động từ chính câu này là gì? Chưa có động từ. Ok, thế động từ chính câu này sẽ là động từ to be để bổ nghĩa cho tính từ đúng không? Disneyland thì is popular with. Đúng không? Mình có tới từ đi với lại popular là popular with, là with somebody, là phổ biến với ai đấy. Number 26, Karen doesn't really like sport on Karen doesn't like watching sport on TV. Karen thì không thích xem sport ở trong trong xem thể thao ở TV. Thì Karen mình có tụng cụm từ là to be keen on. Thích làm gì? Nó bằng là doing something, keen on doing something. Ok, thì doesn't like thì mình sẽ phải là isn't keen on watching sport on TV. Ok, vậy cái party to the correct answer. Chọn đáp án đúng. Question number 27. When you rang, I my bike. Khi bạn gọi thì tôi như thế nào với my bike? Thì mình sẽ, cái trường hợp này sẽ thuộc vào là hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Action happen in the middle of the other action. Cái hành động diễn ra ở trong giữa cái hành động khác đúng không? Thì khi bạn gọi thì tôi đang làm gì đấy. Khi, when you rang là bạn đã gọi trong quá khứ đúng không? Hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào, thì hành động xen vào là thì quá khứ, và hành động đang xảy ra thì là cái gì? Sự tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn. Was cleaning. Number 28. At my last basketball club, vào cái câu lạc bộ basketball thì bóng rổ trước đây của tôi ấy, thì chúng tôi như thế nào? Every Saturday for 3 hours, vào hàng thứ bảy hàng tuần cho 3 giờ đồng hồ. Thì cái này là last basketball club là một cái gì? Past simple thì quá khứ đơn. Thì chúng tôi train này là không đúng này, hiện tại đơn là sai này. Tiếp theo là training thì không đúng, chủ ngữ không thể cộng verbing đúng không? Chỉ có chủ ngữ cộng be verbing để thể hiện là continuous thì tiếp diễn thôi. Và tiếp theo là were training or hoặc là used to train, thì cái này were training nó sẽ diễn tả một cái point of time trong quá khứ đúng không? Hành động đang xảy ra tại một hành động khác, đang xảy ra tại một cái thời điểm trong quá khứ thì sẽ là không đúng, tại vì muốn nói là chúng tôi every Saturday, một cái repeated action, một cái habit ở trong quá khứ thì nó thuộc về quá khứ đơn và có cấu trúc là used to để thể hiện là thường làm gì trong quá khứ đúng không? Câu D, correct answer. Correct answer is D. And then number 29, I really the meal we had at your house last Tuesday. Chúng tôi như thế nào cái bữa ăn đúng không? The meal, bữa ăn. Chúng tôi có ở nhà bạn vào Tuesday. Tuesday thì là thứ ba. Chúng tôi có ở nhà bạn, cái bữa ăn ở nhà bạn vào thứ ba tuần trước. Thì là I really last Tuesday là thì quá khứ đơn thì mình sẽ là gì? Không thể like được, C là loại này. Tiếp theo loại I am liking là loại này. Hiện tại đơn đúng không? Hiện tại tiếp diễn đúng không? Was liking thì không có thể hiện stative verb, nó là stative verb là không thể hiện là verbing đúng không? Thích cái gì ấy, không phải đang đang thích, là thích là một cái sở thích thì mình không thể làm một cái, nó chỉ diễn ra một cái thời điểm nhất định đâu đúng không? Một khoảnh khắc đâu đúng không? Ok, it should be B. Like, I really like the meal we had at your house last Tuesday. Đấy kìa. The next one, we to the beach every day when we were on holiday. Chúng tôi đến bãi biển hàng ngày khi chúng tôi đi du lịch có cái kỳ nghỉ đúng không? Were on holiday là past simple rồi, thì cái phần này mình không thể dùng go được. Chúng tôi thường đi đến bãi biển, chúng tôi đi đến bãi biển đúng không? Tiếp theo là were going thì nó phải là hành động đang xảy ra, hoặc hành động có hành động khác xen vào, hoặc là hành động song song xảy ra trong quá khứ, hoặc là một hành động diễn ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ, một cái point time in the past đúng không? Thì không thể were going ở đây được. Tiếp theo là chúng ta sẽ có là went, chúng ta sẽ có là went, không thể là when được đúng không? Sorry nhé. Used to going, used to phải là used to go chứ không thể going được đúng không?
Đáp án là loại và đáp án chính xác là went. We went to the beach every day when we were on holiday. Chúng tôi đi đến bãi biển hàng ngày khi chúng tôi có cái kỳ nghỉ, đúng không? Đi du lịch. Tiếp theo nha. I broke my leg when Tony and I for the school sport day. Cho cái chúng tôi bị gãy chân khi mà tôi và Tony đang làm gì cho cái ngày hội thể thao ở trường ấy, đúng không? Thì đây là cái từ broke là từ quá khứ rồi, quá khứ của từ break. Thì tiếp theo đó mình sẽ bị gãy chân khi mà đang làm gì đấy, đúng không? Là cái từ này đã thì quá khứ rồi, thì mình không thể là a practicing ở đây được, không thể hiện tại đây được. Gãy chân rồi mà, đúng không? Thì sẽ là you to practice thì sẽ là hành động, repeated action in the past hoặc là một cái habit trong quá khứ, mà đây nó muốn nói là một cái điểm thời gian thôi, đúng không? Tôi đang làm gì thì cái hành động cắt ngang là việc gãy chân, và cái việc đang làm gì là đang practicing for the sport days thì sẽ là C nha, đáp án C nha, vì Tony and I là số nhiều nên chúng nữa là Toby sẽ là were. The next one. Number 32. 32. Learn never about it, but he was once a world champion skier. Learn không bao giờ nói về vấn đề đấy, nhưng mà anh đấy đã từng, đúng không? Đã từng là world champion, là nhà vô địch skier. Thì mình sẽ có là từ never nha, các bạn để ý nhá. Hiện tại hoàn thành cũng có never, đúng không? Hiện tại đơn cũng có never. Thế làm sao để phân biệt được never, hiện tại đơn này, hiện tại hoàn thành? Thì cái từ never, hiện tại đơn nó thể hiện là gì? Cái tần suất của cái hành việc đấy, đúng không? Thường xuyên hay không thường xuyên. Còn đây là không bao giờ. Không bao giờ là hiện tại đơn, đúng không? Còn đối với dấu hiện nhận biết của hiện tại hoàn thành, nghĩa của nó sẽ là gì? Never là chưa từng làm gì đấy. Chưa từng tức là sao? Trước đây chưa từng nhưng mà có thể sẽ làm, đúng không? Chưa từng khác với lại không bao giờ. Không bao giờ là từ trước đến nay không bao giờ làm, nên cái màu nghĩa nó khác nhau, cách sử dụng của nó cũng khác nhau đối với các thì, đúng không? Cái này không bao giờ nó sẽ dùng với hiện tại đơn, còn chưa từng thì là hiện tại hoàn thành. Ok. Learn never about it, but he was once a world champion skier. Thì là was talking là không đúng này. Tiếp theo là he talking, không bao giờ, đúng không? Hiện tại đơn mà, thì mình có talk. Ok. 33. I like gold, but now I really like it. Nhưng bây giờ tôi rất là thích nó. Như thế nào? Tôi thích nó, nhưng bây giờ tôi rất là thích nó thì phải là gì? Thể hiện một cái sự đối lập, đúng không? Contrast, đúng không? Một sự tương phản là tôi không thích nó, nhưng mà bây giờ tôi thích. I didn't use to. Thì cái này có hai didn't use to, thì cái nào đúng nhỉ? Didn't đã chia rồi, mượn trợ động từ rồi, động từ phải dạng nguyên thể. Nên cái trường hợp C là sai nhá. Trong một câu thì một thì mình sẽ chia một thứ thì thôi. Trong một câu mình sẽ chia thì ở một từ thôi. Ok. Didn't use to. Number 34. Danny's at the stadium until she find a better job. Danny's như thế nào ở stadium, sân vận động, cho đến khi cô ấy tìm thấy một công việc tốt hơn. Danny làm việc ở sân vận động cho đến khi cô ấy tìm thấy một công việc tốt hơn thì là gì? Until she find a better job thì hiện tại là cô ấy có đang làm không nhỉ? Diễn đạt một cái present continuous là đang làm ở stadium, một cái hành động, một cái gì nhỉ? Temporary action, chứ không phải là một cái permanent, một cái hành động tạm thời thôi. Cô ấy vẫn đang làm việc ở stadium cho đến khi cô ấy tìm thấy một cái better job, right? Ok, part E. Match the two half of the sentence, nối hai vế của câu. Chúng ta sẽ có là I waited outside the tennis club for, thì for mình hay cộng với thời gian, đúng không? Tôi đợi ở bên ngoài cái tennis club, là câu lạc bộ tennis này, cho mình hay dùng là for long time hay là cái gì đấy, đúng không? Sẽ tìm bên này là for a long time. Chúng ta có a long time, đúng không? But Georgia didn't appear. I waited outside the tennis club for long time, but George didn't appear. Ok, đi, đúng không? For long time mình không. Tiếp theo, ví dụ các bạn bảo có là for fun, đúng không? For fun là kiểu vui thôi, đúng không? Thì mình thử nhé. I waited outside the tennis club for fun, but I don't want to do it as a job. Tôi không muốn làm nó như một công việc, nó không hợp lý, đúng không? Tôi đợi bên ngoài và nó không liên quan gì đến job ở đây. Number 36. When you rang, khi bạn gọi, thì tôi was in, mình sẽ là I was in time. In thì mình sẽ đi được gì là in time, đúng không? Kịp giờ.
kịp giờ thể hiện là gì? Hôm trước mình học là on time là đúng giờ đúng không? Đúng giờ. Còn in time là kịp giờ thể hiện một cái sự rất là gấp gáp đúng không? Vừa sát giờ thôi. Ví dụ 8 giờ phải vào làm thì là 7 giờ 59 chúng ta có mặt gọi là in time, kịp giờ. Thì xem nghĩa có đúng không nhá? When you rang, I was in time to see the match start. Is it correct? Không đúng không? Khi bạn gọi thì tôi vừa mới kịp giờ để xem cái trận đấu bắt đầu. Không hợp lý đúng không? Mình sẽ in gì nhỉ? Ok, khi bạn gọi thì tôi I was in on a DVD. I will definitely get it. Yeah, incorrect đúng không? In the middle of cleaning my football boot. Ok, khi bạn gọi thì tôi in the middle of cleaning my football boot. Là khi bạn gọi thì tôi đang trong giữa cái đoạn mà giặt cái giày football của tôi, in the middle of đúng không? Cái hành động đang diễn ra đúng không? Tức là đang trong cái quá trình đấy thôi và được một nửa rồi. Ok. F. Number. Ok, 37. We finally got to the stadium just in. Mình có gì nhỉ? In time, đúng không? Vừa mới kịp kịp giờ thì mình sẽ xem vế bên này nhá. In time, ok, C. We finally got to the stadium just in time to see the match start, đúng không? Chúng tôi vừa mới đi cuối cùng cũng đến với cái sân vận động vừa kịp giờ để xem cái trận đấu bắt đầu. Ok, C. And then I just play football for. Tôi chỉ chơi football, chơi bóng đá để làm gì thôi. I just play football for fun and I don't want to do it as a job. Tôi không muốn làm một công việc, không? Chơi vui thôi chứ không phải làm một nghề nghiệp của tôi. Ok. Number 39. I love that film and when it come out, khi nó xuất bản ấy. Khi cái bộ phim đấy come out đúng không? Tôi thích cái bộ phim đấy. Yeah, okay, come out on DVD. I will definitely get it. Tôi rất là thích bộ phim đấy. Khi nó come out ở DVD thì tôi chắc chắn đúng không? Chắc chắn là sẽ có nó. The last one. It's great to appear on. Yeah, on stage. Mình sẽ có cụm từ là on stage là gì? Trên cánh gà. Nó thật là tuyệt khi mà xuất hiện trên cánh gà thì with all the audience clapping. Audience là gì? Khán giả clapping, vỗ tay đúng không? Rất là tuyệt vời khi mà xuất hiện trên cánh gà thì tất cả các khán giả vỗ tay. Ok, B. Ok, we can finish our lesson today and the next next lesson will about grammar part of present perfect and present perfect continuous. Bài sau chúng ta sẽ học từ ngữ pháp về present perfect simple là thì hiện tại hoàn thành đúng không? Present perfect simple và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Ok, nếu bạn thấy video này bổ ích thì đăng ký kênh giúp mình nha. Thank you.